hai váy cưới giá 600 triệu đồng của mỹ nhân VSC Kim Oanh. Diễn viên Kim Oanh diện hai bộ đầm cưới mang phong cách công chúa trong lễ thành hôn với người mẫu Vũ Tuấn Việt trưa ngày 10 tháng 3 tại Hải Dương. Trước khi tổ chức lễ cưới, Kim Oanh chuẩn bị trang phục chỉnh chu. Nữ diễn viên cho biết cô muốn thể hiện hình ảnh tinh khôi, hạnh phúc trong ngày trọng đại. Phong cách công chúa lộng lẫy được mỹ nhân những cô gái trong thành phố lựa chọn. Với khoảnh khắc đón khách mời và tiến vào lễ đường, Kim Oanh diện đầm cưới lộng lẫy của nhà thiết kế Jenny Vũ. Chiếc đầm giá 350 triệu đồng mang tên Swan Fairy, vũ điệu thiên nga được may bằng Dulce Satin, chất liệu cao cấp có độ bóng vừa phải, giữ phong tốt. Thiết kế đính kết lông vũ và đá tạo hiệu ứng mờ ảo như cổ tích. Những đường thêu 3D với hoa văn độc đáo tạo vẻ đẹp lãng mạn. Phần đuôi váy được Jenny Vũ làm dáng đuôi cá dài để cô dâu thêm nổi bật trên sân khấu chính. Người đẹp sinh năm 1993 như công chúa bên chú rể Tuấn Việt lịch lãm. Kim Oanh và Vũ Tuấn Việt từng học chung trường, có tình cảm. Sau đó, Vũ Tuấn Việt sang Mỹ phát triển công việc kinh doanh. Khi trở về Việt Nam, cả hai hẹn hò, tìm hiểu một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Kim Oanh cho biết điều cô trân quý ở chồng sắp cưới là luôn cố gắng phấn đấu và rất chăm chỉ. Khi đến với nghi thức chào bàn, nữ diễn viên đầy yêu kiều, quyến rũ với mẫu đầm cúp ngực, điểm nhấn đuôi cá quang bồng đẹp mắt mang tên Blossom Elegant, ngọc nữ anh đào. Để hoàn thiện chiếc váy giá 250 triệu đồng, nhà thiết kế Jenny Vũ mất hơn 1.000 giờ lên ý tưởng về phong dáng, chất liệu và đính kết thủ công tỉ mỉ. Cô chọn chất liệu cao cấp nhập khẩu châu Âu, kết hợp đính hơn 15 loại đá như Swarovski, Topa, Chatan, Crystal để tôn nét đẹp quý phái. Để sáng tạo nên hai mẫu váy cưới, nhà thiết kế Jenny Vũ lắng nghe kỹ những nguyện vọng của Kim Oanh cũng như câu chuyện tình yêu của cô để tạo nên thành phẩm hai chiếc váy cổ tích. Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1993 tại Huế và lớn lên ở Quảng Trị. Cô được biết đến với vai Lan trong Những cô gái trong thành phố. Trong phim, nhân vật của cô có tình cảm với vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Kim Oanh còn tham gia nhiều bộ phim khác như Mê Cung, Những nhân viên gương mẫu, Lửa ấm, Lối nhỏ vào đời, Dưới bóng cây hạnh phúc. Chồng cô là người mẫu Vũ Tuấn Việt, 32 tuổi, từng theo học ngành diễn xuất tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2013, Vũ Tuấn Việt góp mặt trong chương trình Việt Nam Next Top Model và giành vị trí Á quân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.